chúc mừng Giáng sinh Minh Châu. Hôm nay chị thấy Minh Châu thật là rộn ràng và đúng là vui tươi trong Giáng sinh. Nhưng mà vậy thì có quà Giáng sinh cho chị không? Chị Thanh là bà già Noel mà. Ngày hôm nay em tới đây để nhận quà chứ bộ. Em đang chờ chị Thanh tặng quà cho em nè. Chị Thanh thì không biết tặng quà gì hết á, mà chị chỉ biết nấu ăn ngon thôi. Như vậy ngày hôm nay bà già Noel sẽ tặng cho Minh Châu một món quà thật là ngon nè. Và để xem nào, hơi cay cay, ấm ấm, nóng nóng, để phù hợp với tiết trời se lạnh của Giáng sinh. Không biết có được không ha? Minh Châu nói rất là đúng. Trong thời tiết se lạnh như thế này thì cơ thể chúng ta cần nạp thêm nhiều năng lượng, đúng không? Lúc này mà chúng ta có những cái món ăn mà chiên hoặc là nướng thì rất là thú vị đó. Ôi, nếu như vậy thì bây giờ nếu mà bà già Noel mà cho Minh Châu một điều ước thì Minh Châu sẽ ước là có một món nướng nóng nóng, cay cay, thơm lừng để cùng thưởng thức với người thân và bạn bè. Như vậy thì còn gì bằng nữa. Vậy thì chị sẽ đáp ứng liền. Hôm nay chị đã chuẩn bị sẵn một món áp chảo để giới thiệu đến quý vị và Minh Châu. Ôi, như vậy là nhân dịp Noel Minh Châu cầu được ước thấy luôn quý vị ơi. Chị Thanh ơi, bật mí liền giùm em đi. Món gì vậy chị? Một món ăn rất là đầy đủ dinh dưỡng và chỉ trong tích tắc thôi. Đó là món cá áp chảo vị sa tế. Để thực hiện món cá áp chảo vị sa tế, các bạn cần chuẩn bị 2 miếng cá điêu hồng phi lê, 1/4 trái ớt chuông Đà Lạt, 4 trái ớt xiêm, 1 miếng chanh, hành tây, tỏi bằm, dầu mè, tương ớt, sa tế, một số gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Trước tiên thì các bạn băm nhỏ phần hành tây này ra. Hành tây mình sẽ dùng làm gì vậy chị? Mình sẽ dùng để ướp vào cá đó em. Hành tây mình băm thật nhuyễn ha Minh Châu. Dạ. Phần ớt chuông thì các bạn thái nhỏ để sau đó chúng ta sẽ làm một cái gia vị nước chấm. Nước chấm này là bằng ớt chuông hả chị? Món ăn này sẽ trở nên đặc biệt hơn là nhờ cái nước chấm đó đó. Bây giờ thì đến một cái phần quan trọng, đó là chúng ta sẽ ướp cá. Để ướp cho món cá này thật ngon thì các bạn trộn một cái hỗn hợp gia vị. Trước tiên 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng canh đường và 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh sa tế, 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng cà phê dầu mè. Các bạn cho phần hành tây băm vào, khoảng 30g hành tây băm. Rồi, như vậy là hỗn hợp ướp cá đã đầy đủ. Hỗn hợp này có nhiều gia vị, có mùi thơm đó chị. Tại vì còn có vị cay nữa, chắc chắn là món cá rất đậm đà đúng không? Đúng vậy em. Nhưng mà em thắc mắc là tại sao chị lại cho tương ớt vào trong hỗn hợp này vậy? Tương ớt sẽ làm cho gia vị ướp của mình dễ thấm vào cá hơn và cá chắc chắn là sẽ ngon hơn. À, rất hay phải không ạ? Quý vị khán giả nhớ cho một ít tương ớt vào trong hỗn hợp để ướp cá nha. Như vậy thì hỗn hợp sẽ dễ thấm vào cá hơn, như vậy thì cá sẽ ngon và đậm đà hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ ướp cá. Các bạn cho phần hỗn hợp gia vị lên và chúng ta sẽ ướp đều hai mặt. Chúng ta sẽ dùng tay và chà phần gia vị này cho thật kỹ để cho gia vị được thấm vào cá. Cá sau khi ướp xong thì chúng ta sẽ để cá thấm 10 phút. Tuy nhiên để cho cá được dễ áp chảo hơn và cũng chia cho đủ khẩu phần ăn thì chúng ta sẽ cắt đôi phần cá này ra. Trong thời gian đợi cá thấm thì em phải đòi nợ chị Thanh mới được. Chị Thanh hứa hướng dẫn cho em một món nước chấm thật là mới lạ đúng không? Đúng rồi, bây giờ thì chị bắt đầu trả cho Minh Châu đây. Các bạn sẽ giã phần ớt Đà Lạt, ớt xiêm cho thật nhuyễn cùng với một số gia vị. Các bạn thêm vào đây 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh đường. Bây giờ chúng ta sẽ giã phần hỗn hợp này lên. Nếu mà mình giã như vậy thì sẽ ra được cái tinh chất của các loại ớt đúng không chị? Đúng vậy, và ớt chuông sẽ nhuyễn tạo cái độ sánh. Sau khi giã cái hỗn hợp ớt xong được nhuyễn rồi thì các bạn vắt vào một má chanh khoảng 1 muỗng cà phê. Rồi chị sẽ múc cái sốt này ra. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu áp chảo cá. Chảo nóng rồi các bạn cho một ít dầu vào thôi. Chảo đủ nóng rồi em ha. Mình sẽ áp chảo cá với lại lửa vừa thôi hả chị? Đúng vậy. Có công dụng gì chị Thanh nhắc lại cho em biết được không? Để cho cá được chín đều và đúng nghĩa áp chảo, không bị cháy. À, hay quá. Quý vị khán giả nhớ là chúng ta sẽ áp chảo cá với lửa vừa thôi nha, để có thể đảm bảo cho cá chín nè mà không bị cháy nữa. Chị ơi, em thấy cá như vậy là được rồi đó. Được rồi đó. Bây giờ chị thử à. Mình sẽ thử xem cá chín chưa nha. Rồi, cá chín rồi, em tắt bếp giùm chị. Chị chị đã chuẩn bị một cái dĩa có phần nước chấm rồi. À, bây giờ thì chị mời Minh Châu thưởng thức xem sao nha. Em thấy cá đã chín đều chưa? Dạ, cảm ơn bà già Noel. Trời ơi, khói bốc lên nghi ngút. Thơm thật là thơm luôn á chị. Em phải chấm thử một miếng nước chấm mới được. Sao? Cho biết ý kiến đi. Quá đã. Trong những ngày đông ấm áp mà mình được ăn một cái món cay nồng, từ cái mùi hương nè cho đến tận cái miếng cá rồi đến tận cái nước chấm, tất cả hòa quyện với nhau như vậy thì còn gì bằng, phải không ạ? Chị Thanh ơi, em mê món này mất tiêu rồi. Hy vọng quý vị khán giả cũng sẽ mê món cá áp chảo này giống như Minh Châu vậy nhé. Chọn hương ấm, thấm vị ngon. Lần nữa xin chúc quý vị khán giả có những ngày lễ thật là ấm áp bên những người thân yêu của mình. Và đúng với chủ đề chọn hương ấm thấm vị ngon, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những món ăn ngon không kém và cũng hấp dẫn không kém đâu ạ. Quý vị nhớ thường xuyên theo dõi chương trình nhé. Và hãy gửi thư cho chúng tôi đến hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 0838237557 để chúng ta chia sẻ với nhau thật nhiều những niềm vui và kinh nghiệm trong việc nấu nướng. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.